bạn Nguyễn Hồng Nhung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước tiên cho em được gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Em thì em hát không có được hay như những thí sinh cùng dự thi, nhưng mà em muốn có một trải nghiệm cho bản thân của mình và sẽ có cái kỷ niệm trong thời gian em học ở trung tâm ạ. Vậy nên có gì sai sót thì mong mọi người hãy bỏ qua cho em. Xin cảm ơn. Và tiết mục tiếp theo của bạn Phương Linh Hà, tiết mục nhảy, xin mời các bạn hãy chuẩn bị nhé. Tình cảm đúng không ạ? Thơ tình.